ống màu tinh. Ống màu tinh, ống xuyên tinh. Tôi nhớ ống màu tinh với xinh quàng. Okay. À, như vậy các em, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái màn trắng ở giữa và nó ngăn cách hai loại ống hai bên như vậy, cái hình ảnh như vậy chắc chắn nó là gì rồi? Tinh hoàng. Tinh hoàng. Như vậy chốt lại thấy cái gì? Nói ống màn. Màn trắng. Màn trắng. Thấy được cái màn trắng tức là chúng ta phải chắc chắn được thấy được hai ống hai bên rồi, tại vì thấy được màn trắng mà, được không? Thấy được màn trắng kết luận ngay là gì đây? Tinh hoàng. Tinh hoàng, ok, được không? Tiếp tục. Nếu như là tinh hoàng rồi thì chúng ta có hai loại ống rồi đó. Một là ống màu tinh mà một là ống xuyên tinh, được không? Nếu như là ống xuyên tinh, à xin lỗi, màu tinh nha. Hình ảnh như vậy, và nếu như là ống xuyên tinh thì là hình ảnh như vậy, được không? Rồi qua đây. Ống màu tinh chúng ta nhìn thấy nó như thế nào, các em phân biệt với ống xuyên tinh như thế nào? Nó không có, nó trong. Đúng rồi. Thứ nhất là cái lòng ống rất là rộng. Thấy không? Rất là rộng. Thứ hai là gì đây? Tế bào này được sắp xếp rất là trật tự. Trật tự là sao đây? Tại vì ở đây là một lớp biểu mô chính thức mà một lớp biểu mô đây nè. Nó là biểu mô trụ gia tầng có lông giả, được không? Cho nên nó được rất sắp xếp rất là trật tự ở đây. Còn nếu như là ống xuyên tinh thì sao? Ống sộn. Có lòng ống không? Nhìn nữa lòng ống không? Không. Giống như là không có lòng ống vậy. Và thứ hai là gì đây? Tế bào nó không được sắp xếp trật tự, nó muốn nằm đâu nằm mà nó nằm tùm lum. Tét à. Đứa nào? Đứa. Nó nằm tùm lum như vậy đó, được không? Nằm tùm lum vậy đó. Thì chúng ta kết luận là ống xuyên tinh. Còn nếu như nằm mà có trật tự và có lòng ống như vậy thì chúng ta kết luận này là ống màu tinh. Được không? Rất là dễ dàng. Nếu nhìn thấy cái lam là tinh hoàng rồi. Được chưa? Tiếp tục. Ở đây chúng ta không có học tế bào, còn nếu như bên này chúng ta có học tế bào hay không mấy đứa? Không có luôn. Cho anh mượn tờ giấy bỏ lúc nãy của bay. Bỏ luôn hả? Hồi nãy đó. Đó nó lật lật sao đây? Đúng rồi. Kệ. Ủa chúng ta cái tinh hoàng chúng ta được học gì bay? Trời có mấy cái mà không lấy con bỏ sao? Tinh hoàng đây là cái ống sinh tinh. Đây là một ống sinh tinh thì con tế bào đậm màu nằm ở đây, nằm ở rìa luôn, nằm ở rìa ống. Có một loại. Con sáng màu hơn, nhân lớn hơn, sáng màu hơn có một loại đó. Và ở giữa cái ống có một con tế bào nhỏ đậm màu một cái nữa. Và một con nữa ở trong đồng ống nó dài dài nó thôi như vậy. Được. Còn một con nữa các em, nó là cái tế bào Sertoli. Nhưng mà các em không có học thôi, nghĩ đi. Tế bào không có học. Chỉ là chỉ có hỏi cấu trúc gì thôi phải không anh? Mày một chút thôi. Ủa mấy đứa không học sao ta? Không học tế bào. Không học tế bào. Cô không dạy. Cô kêu không học, cô kêu bỏ. Cô tin tinh tinh đó hả? Cô dạy nhiêu đó. Cô có thi không thầy? Có thi dạy. Không biết. Tại vì người khác. Tại vì cô nói có màu tinh xinh tinh rồi. Đúng rồi, cô kêu mấy kia là bỏ hết. Tế bào của bỏ hết. Cô nói là tại vì mấy nhóm trước rớt chữ quá nên cô định là bỏ. Thì rồi có hỏi gì tinh tử, tinh trùng gì này kia luôn á, là do rớt nhiều quá. Đi sao luôn. À, nhưng mà nó dễ lắm, kem chúng ta chỉ cần nhớ vị trí đi. Bỏ nha. Không có học. Không có học bên ơi. Không mà nó mà thôi nói đi. Mệt quá. Rồi nè, vô nè. Nhưng mà nói luôn cho. Ở giữa những cái ống sinh tinh có một cái cấu trúc đó là gì? Tiếng kẽ có học không? Không. Ủa thì anh cái nào không có học nhưng mà mai thì sao? Mệt quá vậy sao cái nào? Lỡ thi rồi sao? Bỏ nhiều. Cô đâu có dạy không? Cô không dạy mà. Cô không dạy. Cô kêu là cái nào không dạy. Không ý kiến mà. Rất nhiều quá, cô cho học có 2 cái rồi. Ờ, chưa đang cái này đang bàn lại là cái vấn đề mà có học hay không. Kỳ vậy ta, dạy có khi dạy. Không học phải không? Không học. Thôi nghỉ đi, mệt quá rồi. Rồi tiếp tục ở đây. Nhưng mà chúng ta chỉ cho các em biết nè, con tinh trùng nè bây. Đó giờ thấy tinh trùng chưa? Chưa. Đây nè, này con. Ôi mấy nhau này nó ham quá bây. Không thấy đuôi. Gì mà không có, mình ham chứ. Có đuôi mà không thấy đuôi. Đây nè, đây con nè, đây con nè, đây con nè. Sao chỉ có chấm bi thôi hả? Đây con. Như vậy các em con, ở trong này, ở cái ống sinh tinh chỉ có con tinh trùng nó có hình thôi, đầu hình thôi thôi. Còn tất cả những con tế bào còn lại không có đầu hình thôi. Như vậy con này hình thôi nè. Như vậy con này có cái đầu hình thôi, nó là con tinh trùng đó, được không? Rồi ok. Tinh nguyên bào gì đó, tinh bào để tinh tử gì đó là không học phải không? Bỏ. Tiếng kẻ cũng không học, mạch máu cũng không học luôn. Bỏ. Bỏ. Máu gì? Máu không được không? Mà khác mà em. Lâm cha, lâm chanh. Chị không có ba cái nha. Cơ quan gì? Nếu như gặp cái hình ảnh như vậy,
Buồn chứng, tại sao kết luận được buồn chứng? Cái gặp nan chứng, gặp nan chứng kết luận buồn chứng. Giống như tinh tinh hoàng gặp gì? Màng trắng. Còn nếu như là thận? Tiểu cầu thận. Còn nếu như là tụy? Thì có chấm tròn trắng trắng ngay giữa mấy cái đường. Có cái tiểu đạo. Đạo. Tiểu đảo là tụy nội tiết. Trời ơi, thấy cái gì mà thấy. Được không? Còn nếu như gặp gan, thấy cái gì mà nói là gan? Tiểu thủy. Khoảng cửa. Khoảng cửa. Khoảng cửa. Khoảng cửa. Được không? Khoảng cửa là gan. Tiểu thủy gan nhỏ hơn khoảng cửa. Tiểu thủy gan không có thấy được cái tiểu thủy nào đâu. Nguyên cái bộ lam của mình không có thấy được tiểu thủy gan. Bỏ đi, gian nói. Tiếp tục. Thấy nang chứng kết luận buồn chứng hết, được không? Và chúng ta đi vào phần vỏ nè. Đầu tiên ở đây chúng ta nhìn thấy cái vỏ. Thì ở đây có một cái gọi là nang chứng chính. Nang chứng chính thì ở đây nó chưa có chính, gọi là chính đẹp. Tại vì cái nang chứng khi mà chúng ta muốn nói nó đẹp thì nó phải cắt ngang nõn kem. Thì con này nó cắt ngang nõn, nó có nõn rồi nè. Có nõn. Ở đây có nõn. Cái này đẹp nè, cái này đẹp nè, và cái này cũng đẹp, nó có nõn hết, thằng nào cũng có nõn hết, được không? Khi mà cái nõn này các em nó ra đây rồi nè, cái tức là cái nang chứng này nó chín đó, tức nó sắp vào mày nó phóng nõn đó. Nghe anh Trung ơi. À, gọi tiếng hỏi số anh Trường mà biết rồi, biết rồi. Trường là ai? À, được. Rồi vậy nha. Rồi ok. Đi dây. Hướng người ra ngoài. Rồi tiếp tục kìa. Cô để cái liền iPhone. Rồi cho làm bài kìa. Rồi ở đây. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái này là nang chứng nè. À, xin lỗi, nang chứng là nguyên cái này, còn cái này là nõn. Nõn mà nó đi gần tới cái mạng như vậy gọi là nang chứng chính. Nang chứng chính. Rồi tiếp tục. Đây. Đây là một cái nõn, các em có nõn có hốc như vậy. Còn nhưng hốc. Mà cái nạn cái nõn này có gần cái màng này không? Không. Tức là nó chưa chín, nang chứng có hốc, nang chứng có hốc, được không? Hình ảnh như vậy là nang chứng có hốc, còn hình ảnh như vậy là nang chứng chín, ok. Không nhớ ha. Nhìn chủ yếu là nhìn cái nõn của nó ở vị trí nào. Rồi ok. Chúng ta vào phần vỏ. Nghe không? Không biết đứa sao nghe không? Nghe. Nhanh lên anh ơi, mọi vỏ. Anh phải mượn cái máy của Liên á. Qua đây nè, qua bên đây nè. Thôi chỉ hai. Qua bên đây nè, mấy đứa bên sau lưng qua bên đây nè. Qua bên đây. Thông từ sau ra trước. Tại bên nói bên này nó nghe, còn bên này nó phải để dội lại nó nghe. Ở như vậy các em chúng ta đang đi vào phần vỏ hay tủy? Phần vỏ đó, tại vì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều nang chứng, được không? Phần vỏ chúng ta đầu tiên ở phía ngoài đi vô thì gặp ngay cái cấu trúc này là lớp biểu mô cung đơn đó. Nó có tên gì đây? Biểu mô mầm. Ít có học không? Không. Trứng là chỉ có học 5 cái trứng thôi. 5 cái nang trứng là rồi động mạch là sao đó. Thôi kệ, không kệ. Mai ai cho đề ta. Mai cô cho đề. Mai cô cho đề. Mai cô cho đề. Mai này đủ rồi. Biết đâu bắt dạy. Mai cả lớp hết. Đây. Ở chúng ta biết luôn đi, thôi kệ đi. Biểu mô mầm. Hỏi tế bào là tế bào mầm rồi xong. Tế bào mầm. Nếu như chúng ta học bài biểu mô thì đây hỏi là biểu mô vuông đơn gì, đúng không? Vuông đơn. Còn trả lời là tế bào gì? Tế bào có vuông phải không? Nhưng mà đúng là cái lớp này là biểu mô vuông đơn đó, nhưng mà ở đây nó có tên là biểu mô mầm rồi, chứ không phải là biểu mô vuông đơn. Đi vào từng cơ quan cụ thể nó sẽ đổi tên theo cái cơ quan đó. Cho nên tất cả cái Lam học bài biểu mô quên hết đi, đừng có nhớ bài biểu mô đó nữa, chỉ nhớ một cái duy nhất trên đời thôi là gì đây? Biểu mô trụ dạ tầng có long chuyển, chỉ cần nhớ cái lớp biểu mô đó là xong. Còn tất cả những cái mô còn lại dẹp nó hết đi, đừng có nhớ tới nó nữa. Xóa hết đi. Tại vì nó không có liên quan tới học bài biểu mô nữa. Mà nó vào cơ quan thì nó đổi tên hết rồi, được không? Rồi tiếp tục kìa. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái loại nang chứng. À, hai cái thôi. Ở đây là có một cái nang chứng ở đây. Nhưng mà chúng ta có thấy nó chia tế bào gì chưa? Nó còn nguyên một cục chùi nùi như nguyên này. Nguyên thủy sơ cấp. Ở đây cái nang chứng nguyên thủy, tại vì nó chưa phân chia hết mà nó còn cục vàng. Được không? Hỏi tế bào là tế bào gì các em? Tế bào nang dẹt. Có chưa luôn. Chưa.
không học anh ơi. Tụi em học năm cái chấn động mạch là sao rồi cái kia. Gì vậy trời, sao trời. Còn mấy này không học gì hết á. Cô không có dạy anh ơi. Hoang mang như một trò đùa. Biết đâu bất ngờ ngày mai nó không ra đâu. Xa nhau. Vô rồi, vô luôn rồi bạn ơi. Vô rồi đó. Sao qua đã chiếu đó. Em nói vô nè, chỗ này vô chứ phải là mai vô. Vô rồi, vô rồi. Bài này là bài cô gì đó dạy đó, cô có chút bị á. Tốt luôn rồi. Nhưng mà tao coi cái mày vậy luôn. Cô sẽ bị khác lớp mình.